Nơ nơ, tôi xin bỏ qua. Câu chuyện câu cá chắc hẳn bạn đã từng nghe. Nhưng bạn đã nghe đến việc câu rượu chưa? Roman sử dụng một công cụ kỳ diệu để tạo ra mầm rượu, dự định sẽ câu được chúng khi chúng lớn lên. Bạn nghĩ liệu có thành công không? Gần đây, Ban Bai Tha bận rộn với công việc, luôn ra khỏi nhà sớm và về muộn. Vì vậy, mỗi khi tan làm, anh đều uống một chút rượu để thư giãn. Đây cũng là niềm vui duy nhất của anh mỗi ngày. Rượu trong chai đã gần hết. Mỗi khi nghĩ đến điều này, Ban Bai Tha cảm thấy trống rỗng. Ban Bai Tha cho rằng nếu mua thêm một chai là sẽ giải quyết được vấn đề. Nhưng thực ra không phải vậy. Bởi vì đây là rượu cao cấp, được tặng bởi với giá cả rất đắt đỏ. Anh tuyệt đối không thể mua được. Trước tình huống này, Ban Bai Tha cũng bất lực. Nhưng anh rất mong muốn bố có thể uống thoải mái loại rượu mình thích. Ban Bai Tha yếu ớt hỏi Roman, có cách nào làm cho rượu nhiều hơn không? Không ngờ Roman lại nói điều đó rất dễ dàng. Điều này khiến Ban Bai Tha vui mừng và nhanh chóng xuống báo cho Ban Bai Tha, bảo anh không cần phải tiết kiệm, muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu. Ban Bai Tha tuy có chút nghi ngờ nhưng vẫn không giấu nổi niềm vui trên mặt. Sau đó, Roman lấy ra một công cụ gọi là lá ấm. Chỉ cần để cho anh uống loại này thì có thể sản sinh ra trứng, những con cá con sẽ nở từ trứng và được thả vào sông. Sau đó, chúng sẽ bơi ra biển để trưởng thành, cuối cùng lớn lên thành cá rồi bơi trở lại sông cũ. Điều này khiến Ban Bai Tha cảm thấy khó hiểu. Hóa ra, Roman đã nghe nhầm rượu thành cá. Đây là một lỗi khá sơ đẳng. Thế là rắc rối rồi. Dù sao thì đã hứa với bố rồi. Lúc này, lượng rượu còn lại đã cạn kiệt. Roman đề nghị thử để rượu đẻ trứng xem sao. Trước tiên, cần lấy một ít chất sinh sản, sau đó nhỏ vào chai rượu. Tất nhiên, chỉ có vậy thì vẫn chưa đủ. Cần phải thêm một ít chất kích thích nữa. Nhỏ một chút vào, mặc dù vậy, Roman cũng không biết liệu có hiệu quả không. Hai người chỉ có thể chờ xem kết quả. Một lúc sau, chai rượu bỗng dưng có động tĩnh, không ngờ thật sự bắt đầu đẻ trứng. Họ vội vàng bảo Ban Bai Tha mang chậu rửa mặt đến. Thời đại này, ngay cả rượu cũng có thể đẻ con, quá ngạc nhiên. May mắn thay, họ xử lý kịp thời, nếu không thì những đứa trẻ trong chai không thể giữ lại được. Những quả trứng rượu được lấy ra trông không khác gì trứng cá, chỉ không biết rượu nở ra có cùng loại với rượu ban đầu không. Rất nhanh, chúng đã nở ra. Những cá con nhỏ xíu bơi lội vui vẻ, thật dễ thương. Sau đó, họ lập tức đưa chúng ra sông để thả, chỉ cần đợi chúng bơi ra biển và trưởng thành là được, bởi vì chúng sẽ dựa vào mùi nước sông nơi chúng sinh ra để trở lại đây. Quá trình này mất khoảng 3 ngày. Roman vẫn khá tự tin. Thời gian trôi nhanh, rất nhanh 3 ngày đã trôi qua. Sáng sớm, bố Ban Bai Tha ra ngoài chuẩn bị đi làm. Ban Bai Tha đứng ở cửa sổ, mong chờ bố trở về nhà. Tối nay sẽ uống say một trận. Không chỉ vậy, khi tan học, anh còn khoe khoang với Shizuya về điều này. Mời cô ấy cùng đi uống. Lúc này, hai người bạn vừa nghe thấy câu chuyện vô lý này, họ liền chế giễu Ban Bai Tha. Cậu lại mơ mộng hão huyền rồi. Ban Bai Tha bất lực, chỉ có thể nói là Herman đã nói như vậy. Điều đó khiến hai người bạn phải im lặng. Tiếp theo, Herman lấy ra dụng cụ đặc biệt để câu rượu. Thực chất chỉ là xúc xích và phô mai. Các bạn nghĩ có câu được không? Thời gian trôi qua, mặt trời sắp lặn, nhưng họ không câu được một con nào. Hai một người bạn rất tức giận, cảm thấy bị lừa dối. Shizuya cũng nghi ngờ. Herman đành phải làm nóng người lên một chút, rồi nhảy xuống sông kiểm tra tình hình. Rõ ràng cả hai người bạn biết tình hình, họ không thể ngồi yên, họ ngay lập tức đổ lỗi cho Ban Bai Tha. Sau đó, không cần nói thêm họ gì, lập tức đánh cậu ấy một trận. Về đến nhà, Ban Bai Tha chỉ trích Roman làm việc kém cỏi, rất không đáng tin cậy. Roman cũng không vừa, ngay lập tức phản bác lại, ban đầu còn có thể nói về những điều hiệu quả, cuối cùng vẫn kết thúc bằng cãi vã. Ngay cả khi ăn cơm cũng cãi nhau, ai cũng không nhường ai, nhưng khi nghĩ đến việc bố có thể buồn, hai một người lập tức im lặng. Khi bố về nhà sau giờ làm, họ vẫn chủ động xin lỗi và nhận trách nhiệm, biết rằng đây là điều hiếm thấy. Bố dù không quá để tâm, nhưng vẫn giả vờ tiếc nuối. Dù sao cũng không thể để hai người cảm thấy bố hoàn toàn không mong đợi. Sau đó, bố đi tắm. Lúc này, trên tờ vừa có một bản tin hiếm hoi, nói rằng đã phát hiện một loại cá giống chai rượu ở vịnh Tokyo. Tin tức này ngay lập tức khiến hai người vui mừng. Nhưng vấn đề là, tại sao họ không thể trở lại sông? Lúc này, Herman đột nhiên nhận ra. Họ cho rằng nguyên nhân là do nước sông quá bẩn, vì vậy, họ quyết định thực hiện một cuộc dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ sau ngày hôm sau. Họ đã mang ra một công cụ gọi là thuyền làm sạch nước, có thể tự động làm sạch đáy sông. Thực sự rất tiện lợi và hữu ích. Hai người không hề lười biếng, quyết định cùng nhau dọn dẹp cả bờ sông. Trong khi đó, Rằng ba cũng đang làm việc chăm chỉ để nuôi sống gia đình, dù rất vất vả và thường gặp khó khăn. Nhưng ông không bao giờ than vãn với gia đình, đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của một người cha dù phải gánh vác nặng nề. Nhưng mỗi khi Rằng ba nhìn thấy ảnh gia đình, ông lại tràn đầy động lực. Để khi bố về nhà có thể uống một ly giúp giảm mệt mỏi và giảm căng thẳng, rượu giúp giảm căng thẳng, Dai Dong và Lan Pangji cũng đã nỗ lực hết sức. Theo thời gian trôi nhanh, mặt trời lặn, hai một người chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi sự xuất hiện của chai rượu, dù thời gian trôi qua nhanh, nhưng họ hy vọng nó có thể trôi chậm hơn một chút. Cơ hội luôn thuộc về người chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, ở hạ lưu xuất hiện sóng nước, những đứa trẻ cuối cùng đã trưởng thành và mang rượu trở về. Công sức không phụ lòng người. Sau một thời gian bận rộn, hai người không uổng công. Vì vậy, họ cũng mang về đầy ắp thành quả. Mặc dù uống quá nhiều rượu không tốt cho sức khỏe, nhưng đối với Giang Ba, người làm việc từ sớm đến tối, đây là một niềm vui, đồng thời nó cũng là một sự động viên tinh thần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.